Cảm tạ Chúa vì 13 năm qua của Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sáng tại Gò Vấp, tay Chúa đã ở cùng, ân điển Chúa đã tràn tuôn, Thánh Linh Chúa đã đồng hành với Hội Thánh Ngài. Mỗi dịp cảm tạ là một lần mà câu chuyện của Hội Thánh Ngài được kể lại, rằng cuối năm 2010, Chúa đã cho phép Hội Thánh Ngài được thành lập. Ngài là Đấng đã khai mở và đưa Hội Thánh bước qua năm đầu tiên, năm 2011, với nhiều sự giúp sức. Năm 2012, Chúa tiếp tục công việc tươi mới của Ngài trên một bầy nhỏ. Tôi nhớ khi ấy chỉ hơn 20 tín hữu nhóm lại. Năm 2013, Chúa củng cố đời sống thuộc linh và ban phước cho đời sống thuộc thể để Hội Thánh kinh nghiệm được sự no đầy khi ở dưới sự chăm sóc quan phòng của một Đức Chúa Trời đầy ân điển. Khi nói về điều quá kỳ diệu, chúng ta nghĩ đến từ thần kỳ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập, nhóm tín hữu ít người của Gò Vấp đã bắt đầu dự án Đức Tin. Chúng ta đã trung tín dâng hiến mỗi tuần, dù những số tiền khởi điểm thật nhỏ, với đức tin lớn về việc Chúa sẽ làm. Năm 2014 là một năm thần kỳ. Năm đó, Hội Thánh chúng ta đã mua được mảnh đất này và xây dựng cơ sở chính thức. Năm 2015, Chúa bày tỏ ân điển của Ngài để dân đi trong bóng tối tìm thấy ánh sáng lớn. Ngài cho phép LEC Gò Vấp vươn ra và mở mang Hội Thánh mới tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau. Năm 2016, lời cầu nguyện của chúng ta là cầu xin Chúa vững lập công việc của chúng con. Bằng nhiều cách, Chúa đã giúp chúng ta vững vàng hơn trong công tác tổ chức và chăm sóc Hội Thánh, hình thành được phương hướng hoạt động của LEC. Và đặc biệt, chúng ta đã được vui mừng đón nhận giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho LEC Gò Vấp. Năm 2017, Chúa tiếp tục thi ân để thông qua Hội Thánh Ngài đem nhiều người trở lại cùng Chúa. Chúng ta là những nhân chứng, những người thấy công việc của cánh tay Ngài tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và Đa My, Bình Thuận. Năm 2018, Chúa đã rèn giũa, uốn nắn và tuyển chọn những người kiên trì theo đuổi đời sống thánh khiết và biệt riêng những người Ngài chọn cho công tác rao giảng Tin Lành. Nguồn Sáng xác định sự kêu gọi trở thành một cộng đồng sống vì vinh hiển danh Chúa. Nguồn Sáng giữa cộng đồng. Năm 2019, Hội Thánh được phấn hưng với thông điệp của Tin Lành quyền năng. Tất cả tập trung vào Chúa Giêsu Christ và công tác mà Ngài đã làm. Tin Lành là quyền năng để cứu mọi người, biến đổi mỗi cuộc đời. Hội Thánh được làm mới, trở nên mạnh mẽ và nhìn thấy nhiều kết quả từ khi con cái Chúa nghe và hiểu được ân điển thật sự của Đức Chúa Trời. Năm 2020, Chúa tiếp tục giấy Hội Thánh lên để hành động giữa tình thế nguy nan của Covid-19. Hội Thánh Chúa đã linh hoạt ứng phó cùng nhau, sống phúc âm và chăm sóc nhau trong cộng đồng Hội Thánh và ngoài Hội Thánh. Năm 2021, đứng trước tình hình dịch bệnh tiếp diễn khó lường, chúng ta vẫn sẵn sàng thưa, có con đây, với những công tác lớn và nhỏ, bằng tâm tình của những đầy tớ vô dụng được Chúa thương dùng. Năm 2022, chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho ABC cùng một tấm lòng, cùng một đường lối để kính sợ Chúa và vâng theo tiếng Ngài. Trải qua thời kỳ hoạn nạn Covid, nơi mà thành phố chúng ta là tâm điểm của bệnh dịch, chúng ta được sống để thuật lại việc Chúa làm qua công trình tái thiết nhà thờ mới. Chúng ta cũng vinh dự thấy thêm một Hội Thánh mới nữa được ra mắt tại xứ Kiết, Bình Thuận. Năm 2023, Chúa hứa ban sức thiên. Vì chúng ta thật giới hạn, thật kém thiếu, mà ao ước và cưu mang thì thật nhiều. Bởi sức thiên Chúa ban, chúng ta đã vượt qua nhiều thử thách và khó khăn, đã kết được nhiều quả trong năm 13 này của Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sáng. Ra mắt Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sáng Người Điếc và bắt đầu giờ nhóm ở điểm nhóm Thủ Đức. Sức thiên. Ngợi khen Chúa là Đấng đi giữa Hội Thánh Ngài, Đấng ban năng lực, Đấng mở thì không ai đóng được, Đấng quan phòng và cung ứng. Chúng ta đã chứng kiến công việc của tay Chúa, công tác của Đức Thánh Linh và nguồn ân điển vô biên từ Cha Thiên Thượng. Hội Thánh Chúa vui mừng, biết ơn, dâng lời tôn vinh và ngợi ca lên Chúa. Hallelujah!